Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc tập truyện Kata bạn gái trong quyển 18 của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Các cậu ăn đi. Tớ tự nhiên đừng ngại. Ngại á? Món bỏ này tớ ăn bao nhiêu chẳng hết. Nào, cậu muốn nhờ bà chuyện gì nói đi. Chẳng là thế này. Các cậu có biết cô bé Kawa Anako học lớp bên cạnh không? Biết chứ, con bé hoa khôi trường mình ấy chứ gì. Khi nào lớn, tớ muốn kết hôn với cô ấy. Cậu có sao? Ha ha, tụi mình mới học tiểu học, làm gì mà nghĩ đến chuyện đó sớm vậy? Các cậu chẳng hiểu gì rất. Cô gái xinh như thế, có cả đống đối thủ, lân la làm quen lấy tình cảm. Nếu sợ không làm thân sẵn thì khi lớn lên sẽ trễ mất. Con người mà không có kế hoạch thì chẳng làm nên trò trống gì đâu. Cho nên nếu có cơ hội, tớ muốn nhờ các cậu khen với cô ấy rằng tớ rất ưu tú, rất xuất sắc. Không thành vấn đề. Bánh bao các cậu ăn nữa đi. Con người phải sống phải có kế hoạch à? Thằng mỏ nhọn thế mà chín chắn đấy. Chắc tớ cũng phải về suy nghĩ về chuyện đó. Mình có nên khởi động không nhỉ? Chuyện với Shizuka ấy. Bánh gato đây. Thứ nẻ Nobita thích nhất. Ủa sao vậy con? Giá như biết trước thì con đã không ăn đầy bụng bỏ ngô. Nếu biết có bánh gato, ai thèm ăn món bắp vớ vẩn ấy. Đây chính là vấn đề. Không chỉ đơn thuần là chuyện cái bánh mà còn là chuyện cả đời người. Mèo ú này, tớ nhờ cậu một việc được không? Tớ muốn biết tất cả những cô bạn gái xuất hiện quanh tớ từ bây giờ cho đến năm 25 tuổi. Cậu có mấy nào làm được việc đó không? Cậu đòi hỏi gì mà là vậy? Đây là máy in kata bạn gái. Máy sẽ đưa ra rất nhiều dữ liệu như là hình ảnh chụp hiện tại của các cô gái mà cậu sẽ tiếp xúc trong tương lai. Cậu định dùng nó vào việc gì? Bí mật nhé. À, còn chuyện gì với Shizuka nữa sao? Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc tập truyện Viên thuốc Komon trong quyển 18 của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Cháu là Nobita đây ạ. Được, vào đi. Sao lâu thế hả? Nộp tiền thuế mau lên. Hờ, chỉ có 10 yên thôi à? Ta bảo mỗi ngày phải nộp 20 yên cơ mà. Dạ, vì cháu hết tiền tiêu vặt rồi ạ. Nếu không có thì lấy trộm trong ví mẹ mè. Ủa Nobita, cậu cũng phải cống nô bà. Từ khi lão ta về đây, ngày nào cũng là địa ngục. Lão còn dọa rét nếu đứa nào dám mách với thầy giáo, với bố mẹ. Rón rén. Ê Doraemon, cậu đem ví của mẹ đi đâu vậy? Cái gì có kẻ xấu xa á? Phải cho nó một bài học. Tớ không biết cậu định làm gì, nhưng nếu định đánh nhau thì đừng dạy. Lão đấy già đáng sợ lắm. Lão ta luôn khoe khoang, đã giết cả trăm người rồi đấy. Sao phải đánh nhau? Chỉ cần nhắc tên cậu là lão đã bỏ chạy bán sống bán chết đấy chứ. Đây là viên thuốc Komon. Thuốc Komon nghe buồn cười nhỉ. Cậu biết lãnh chúa Moto Komon chứ? Vị lãnh chúa này chỉ cần hô tên ta là Miton Kamon, lập tức bọn ác đảng xấu xa đều sợ chết run chết dế. Có thật thế không? Chỉ cần nói đến tên thôi, phải nghe tên cậu là ai cũng sợ. Nhưng tớ vẫn cảm thấy không yên tâm. Đàn ông đàn em phải dũng cảm lên, giỏi lắm.
Đứa nào dám lôi ghế mẹ ra vứt lung tung thế này à? Là con Nobi ạ. Ôi lạy chúa Nobita, xin lỗi, thứ lỗi cho con. Tớ đi xử lý lão đấy. Thế là mất toi 20 yên, tức không chịu được. Có gì đáng cười à? Cậu làm tớ khó chịu quá, thích ăn đòn à? Có ý định ấy đi, ta là Nobi đây. Dạ, vâng ạ, ha ha, giờ mình đã có tự tin rồi. Đem thêm 10 yên đến đây à? Leo leo, thằng oắt con kia, mày dám giỡn mặt với tao à? Ta là Nobita. Trời, ngài là lãnh chúa Nobita ư? Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.